Xin chào mọi người, nay mình mới về thêm chiếc điện thoại, đó là điện thoại Q Mobile. Cái này thì là hàng của nó là tầm 350, bây giờ mình đang giảm giá các bạn là còn tầm 190.000 thôi nha. Thì mọi người lên website bên mình để đặt mua hàng cái loại điện thoại giá rẻ này. Ở đây thì website mình đang bán là alophone.vn, số điện thoại là 0967 59022. Tạm thời thì các bạn truy cập website bên mình để biết cái địa chỉ nha. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem cái mẫu của ngày hôm nay. Giá máy của nó ở đây là 190.000, thì cái máy này thực tế thì giá nó không có rẻ đến như thế. Nếu cái loại này không phải loại là rẻ tiền nhá. Ở đây là Q Mobile của nó thì sản xuất tầm 350 đến 400.000. Tất cả mọi mẫu, gần như là tất cả mọi mẫu điện thoại tầm trung. Cái này thì do là cái thị trường của nó, thị trường Pakistan, thì nó sẽ có một cái biểu tượng như này. Đó, các bạn nhìn thấy biểu tượng cái chữ của người ta là như là ký tự là ABC, thì nó là mình không hiểu lắm. Đại khái là nó là sản xuất cho một nước thứ ba. Hiện tại thì cái nước này thì người ta không có nhập nữa, nên là mình giống kiểu là hàng nhập lại, thanh lý thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Cái này thì máy mình bán tại cửa hàng nhé, các bạn cần truy cập tới website để qua cửa hàng mua, hoặc là các bạn qua trực tiếp cửa hàng. Cái màn hình sắc nét, các bạn nhìn thấy cái màn hình của nó này, cái màn hình của nó là màn hình đời cao, đã đắt tiền thì nó rất là sắc nét. Ở đây thì chúng ta danh bạ thì chúng ta sẽ lưu được khoảng tầm 200 số. Đây mình sẽ xem cho các bạn là trạng thái 250 số này. SIM là 200 số và thẻ nhớ là thẻ SIM là 250 số. Mình sẽ đi vào phần tiếp theo của nó là máy phát nhạc. Ở đây thì mình sẽ phát nhạc theo thủ dạng thủ công đó này. Đây là cái loa nó rất hay và to nha. Đây cái loa nó. Đó, đây là cái loa nó nha. Rồi tiếp đến là mình sẽ đi vào phần tiếp theo. Mình sẽ tắt đi này. Giả sử như bây giờ mình muốn nghe lại cái bài hát đó, mình bấm bên trên là có biểu phím nghe nhạc này. Cái phím này thì nó sẽ khác với phím lì bên dưới này. Phím bên trên là nó bóng, nó tô điểm cái thời trang cho cái điện thoại này. Thiết kế này. Đó, tiếp tục nghe nhạc, chuyển bài chúng ta chuyển bài bên trên. Hoặc là chuyển lại cũng bên này luôn này. Kiểu như mình muốn tua cái bài hát này đi, các bạn chỉ cần giữ nguyên cái phím này để tua cái bài hát thôi. Camera nó là tô điểm cái màu vành vàng, loa cũng thế, thương hiệu Q Mobile bên dưới, sạc tai nghe, mic thu âm, đèn pin trên đầu. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ đi vào phần tiếp theo, gạt sang bên phải chúng ta sẽ có phần đa phương tiện máy ảnh như trước đi. Máy ảnh này thì chụp thì bây giờ nếu mà chụp thì cũng được thôi, nhưng mà nó không có được đẹp á. Đến bây giờ thì cái này không dùng tới rồi, 1,3 megapixel hay là 2 chấm thì cũng chẳng ai dùng nữa. Đài FM thì ở đây thì chắc là chúng ta sẽ có một cái đài FM không cần tai nghe nha. Mọi người có thể nghe FM không cần tai nghe, nhưng mà nếu mà mọi người có tai nghe thì chúng ta nên gắn vào. Ở đây nó có cái, mấy cái phần này thì mình chưa có tìm hiểu nhiều này. Ở đây thì nó sẽ có cái phần đặc biệt, nó là phần ghi âm cuộc gọi, thì mình có thể sử dụng cái phần ghi âm cuộc gọi này. Danh sách đen, khóa bàn phím. Mấy cái này thì nó đơn giản quá, mọi người sẽ về tìm hiểu xem. Máy thì là máy phổ thông nên là tất cả dùng rất là dễ dùng. Vào mạng này, cài đặt âm thanh này. Đèn pin thì mình sẽ giữ nguyên cái phím, giữ nguyên cái phím tròn tròn phím ở giữa này, menu ở giữa để ra cái đèn pin. Nó có ba cái đèn ở đây. Thì cái đèn này thì nó gọi là tương đối sáng thôi, chứ mình không thấy nó sáng nhiều lắm. Nói chung để soi đồ vật thì vẫn ok. Mình sẽ sử dụng cái phím thăng và phím sao để tăng cái phần trong phần bài hát ấy, di chuyển qua di chuyển lại nó tăng lên nấm xuống. Phím sao là giữ nguyên phím sao để khóa bàn phím này, chúng ta có thể khóa mật mã đều được. Giữ nguyên phím không để tắt cái bật cái chế độ tiết kiệm điện pin để cho nó đỡ lâu hơn. Phím thăng là để giữ nguyên im lặng, cái máy này sẽ trong tình trạng im lặng. Khi chúng ta nghe nhạc ở đây thì mình sẽ tăng âm lượng bằng cách là sao và thăng này. Rồi tất cả mọi tính năng của cái máy này thì mình đã nói qua. Bên mình sẽ có cái thẻ bảo hành cho các bạn thời gian lên tới là 1 năm. Cái hộp hàng thì nó bên ngoài nó ghi hết ở đây, sử như là pin dung lượng 1.000 này, có 3 đèn pin. Bên này thì nó có dùng 2 sim, màn hình LCD 1,8 inch, có camera, có FM,
có nghe nhạc, có xem video được, Bluetooth, đèn pin vào mạng, jack tai nghe 3.5, thẻ nhớ tối đa 16GB. Ở đây thì bên trong hộp hàng của nó mình đã mở ra kiểm tra hết rồi. Nó có một cái sách hướng dẫn mà cái này thì nó bằng tiếng Anh, sản xuất cho nước ngoài, cái này nó cũng thế này. Nó có một cái tem, cái này sản xuất cho giống như kiểu nhà mạng ấy. PTA ở bên Pakistan này, để mình nhập lại nha, chứ không phải là cái sản xuất cho mình đâu, mình bé lắm, không có nhập trực tiếp được. Đây là pin của nó này. Đó, máy đây. Rồi, xin chào và lại video tiếp theo. Nếu mà ai muốn mua cái sản phẩm này, giá của nó là 190.000, 190.000 thôi, thì các bạn nên mua cái sản phẩm Qmobile. Nó có nhiều hãng điện thoại giá rẻ trăm mấy, nhưng mà cái có một cái nhiều cái hãng là mỗi một hãng là chất lượng và khác nhau, nên là chúng ta nên lựa chọn những cái hãng mà Qmobile thì nó tốt nha mọi người. Cái máy này thì là máy giá rẻ nha, giống kiểu người ta thanh lý lại thôi, chứ không có giá rẻ này cho hãng Qmobile. Qmobile trước thì hơi mắc. Rồi, xin chào và lại video tiếp theo.